Xin chào các bạn, mình là Cam. Hôm nay mình và chị của mình sẽ trang trí cây thông Noel để chuẩn bị cho một dịp Giáng sinh mới. Và đây là cái cây thông của nhà mình. Các bạn có thể thấy nó ở trong cao 7 feet rưỡi. Và chị mình sẽ để ở trong cái góc nhà, ở phía trong nhà như này. Và bây giờ chúng mình sẽ làm nha. Đây là mình sẽ có những cái đồ như thế này để cho trang trí cây thông Noel rất là xinh. Ok, đây nữa. Although it's been said many times, many ways, Merry Christmas. Cuối cùng mình cũng đã xong cái cây thông này rồi. Đây là thành quả cả một buổi tối của hai chị em mình. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Và nếu các bạn thấy hay thì hãy like và subscribe channel của mình để theo dõi những video về cuộc sống của mình ở Mỹ nha. Cảm ơn các bạn. Bye.